Giải mã quân vương bất diệt tập cuối, Lee Min Ho du hành thời gian kính hơn đội Avenger, Kim gọi Eun là em gái thủ tướng. Tối ngày 12 tháng 6, The King Eternal Mana quân vương bất diệt tập cuối đã lên sóng, khép lại hành trình đầy tranh cãi của bộ phim. Dù phim có cái kết có hậu, nhiều khán giả vẫn khá hoang mang vì nội dung của tập cuối. Cùng lật lại các tình tiết chủ chốt và lý giải kỹ hơn đoạn kết của phim nhé. Lee Gon Lee Min Ho một lần nữa trở về quá khứ để ngăn chặn Lee Lim, Lee Jung Jin nhờ có thêm trợ thủ là do răng khu do hoan anh đã đến trước thời điểm tức địch bị gãy làm đôi đuổi theo lilim đến khu rừng tre anh giết tên phản tặc ở quá khứ bằng tứ dần kiếm và giành được tức địch hoàn chỉnh lúc này tức địch chỉ có một phiên bản duy nhất hai nửa sáo gãy của Ligon và lilim đều tan biến ở hiện tại te eun kim go eun cùng lilim bước vào khoảng không hư vô bên trong tức địch khi bị lilim uy hiếp cô nổ súng để bảo vệ bản thân ban đầu súng của teun bị kẹt đạn do bên trong khoảng không hư vô mọi vật không có sự sống đều bị ngưng động nhưng khi tức địch hoàn chỉnh không gian bên trong nó tiếp tục vận động do vậy phát đạn thứ hai của teun đã bắn trúng kẻ ác lilim bị giết ở cả quá khứ lẫn hiện tại có hai cách lý giải cho việc này một là khi tức địch hoàn chỉnh teun đang ở trong khoảng không giữa hai thế giới cô không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện bên ngoài do đó teun vẫn nhớ chuyện gì đã xảy ra hai là thần sáo đã cho Tae Eun và Lee Gon cơ hội trở về bên nhau. Hãy nhớ, cậu bé Rojo đại diện cho cây sáo đã lẩm bẩm, mình nên chặt đứt nó hay không? Như ngầm suy nghĩ có nên xóa ký ức của Tae Eun. Cuối cùng, cậu đã lựa chọn không? Tức địch có bản thể là con người, nhưng tùy từng trường hợp sẽ có những hình dạng khác nhau. Ban đầu, tức địch là anh lính hải quân ở Đại Hàn Đế Quốc, là kẻ bắt nạt học cùng trường với Shinze ở Đại Hàn Dân Quốc. Sau này, tức địch lại là cậu bé Rojo ở hiệu sách có lẽ Tức Địch thay đổi hình dạng để tiện giao tiếp và dẫn dắt loài người. Về cơ bản, Tức Địch là chìa khóa mở ra đa vũ trụ. Khi Tức Địch hoàn chỉnh, không chỉ có hai thế giới song song mà là cả chục, cả trăm thế giới như vậy. Trong hàng loạt thế giới đó, có hàng loạt Teun với số phận tính cách khác nhau. Những bạn nào đã đọc truyện, xem phim Marvel, DC chắc chẳng lạ gì. Ligon tìm được Teun bằng cách mở từng cánh cửa, tức đến từng thế giới xem thế giới nào mới có Teun của anh do i e ong sau khi được Lee Gon cứu lại tiếp tục làm cận vệ cho nhà vua. Anh và Mi e ong si a có quan hệ tình cảm bí mật. Do i e ong không nhớ về Đại Hàn Dân Quốc, nhưng anh biết chuyện gì đã xảy ra vì Lee Gon kể cho anh. Chính vì vậy, do i e ong không ngạc nhiên khi nhìn thấy Te eun Do e seo b trở thành nhân viên Cục Tình Báo Quốc gia, kết hôn với Nari, mẹ con Kang Hơn Minh được quận công dòng In kyu mang. Hơn min sau này trở thành cảnh sát luna được mẹ của ku seo răng dung eun chê nhận nuôi khi còn nhỏ đổi tên thành ku seo kyung cô làm việc cùng hơn min ở sở cảnh sát hai người này dễ có lớp like lắm nhé ku seo răng không làm thủ tướng mà chỉ là một nghị viên cô đi tù vì tội tham nhũng nhưng ku seo răng có vẻ hạnh phúc hơn trước kia vì cô vẫn còn mẹ và có một người em nuôi thay vào đó thư ký mo của lee gon trở thành thủ tướng lee gon và Tae eun vẫn sống ở hai thế giới tách biệt Tuy nhiên vào cuối tuần, họ sẽ gặp nhau và cùng đi khám phá các thế giới song song. Hai người vẫn gặp nhau thường xuyên, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Có lẽ thế là đủ rồi nhỉ. Bạn có thể chọn một mục, bình chọn của bạn sẽ được công khai. Cực hài lòng, xem cũng được, không thích tí nào. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.